Đền Đồng Nhân. Ngôi đền trước kia thuộc làng Đồng Nhân, huyện Thanh Trì, Hà Đông, nay là số 12 phố Hương Viên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đền Đồng Nhân là ngôi đền thờ Hai Bà Trưng nổi tiếng tại kinh đô Thăng Long. Sự ra đời của ngôi đền đã được và ghi lại vào đời Lý Anh Tông, niên hiệu Đại Đinh III, 1142. Có pho tượng đá nổi trên dòng Nhị Hà, tỏa sáng cả một đoạn sông, thuyền bè không dám lại gần. Vua Lý Anh Tông biết chuyện, bèn sai người đón rước nhưng không được. Theo ý các bô lão, người ta lấy vải đỏ làm lễ buộc vào tượng rồi rước vào. Một pho tượng cao lớn, đầu đội mũ trụ, thân mặc áo giáp, hai tay chỉ lên trời, một chân quỳ, một chân ngã ra. Và ngôi đền được dựng ở bãi Đồng Nhân trên bờ sông Hồng vào năm Đại Đinh thứ 3, 1142, đời Lý Anh Tông. Do ở vùng đất bãi sông luôn bị sói lở nên dân làng Đồng Nhân đã phải rời ngôi đền tới khu võ sở cũ của triều Lê ở thôn Hương Viên, tức địa điểm ngày nay. Vào năm Gia Long 18, 1819, đền Hai Bà Trưng còn được gọi theo tên địa danh là đền Đồng Nhân. Đền là trung tâm của quần thể di tích với đình thờ thành hoàng làng và một bên là thờ Phật. Đền Đồng Nhân còn gọi là đền Hai Bà Trưng, đền Trưng Nữ Vương. Đền được xây dựng vào năm 1142 dưới triều vua Lý Anh Tông. Hai Bà Trưng quê ở Mê Linh, đất Phong Châu. Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị. Lúc bấy giờ thái thú nhà Hán là Tô Định tàn bạo giết hại Thi Sách là chồng của bà Trưng Trắc. Hai bà phất cờ nổi dậy, được dân chúng các vùng hưởng ứng, đánh đuổi quân Tô Định, lấy được 65 thành trì ở Lĩnh Nam, tự xưng làm vua. Về sau, nhà Hán sai tướng là Mã Viện sang đàn áp. Hai bà chống không nổi, phải rút về đất Cẩm Khê, sau cùng lên núi Thường Sơn và tự vẫn. Cũng có một tích khác nói rằng Hai Bà Trưng nhảy xuống sông Hát Giang tự vẫn, sau đó khi hóa thành hai tảng đá trắng trôi trên sông Hồng về đến bãi Đồng Nhân. Đêm thường phát sáng rực rỡ, dân làng thấy vậy bèn lấy vải đỏ rước tượng bà và lập đền thờ hai bà ngay ở bãi Đồng Nhân ven sông. Tương truyền tượng đầu đội mũ trụ, thân mặc áo giáp, hai tay giơ cao chỉ lên trời. Vua đã phát hai đôi ngà trang trí và hai pho tượng voi để thờ ở đền Hai Bà. Đến thời Chính Hòa, Lê Hy Tông năm 1676 đến 1705 có sắc phong Lĩnh Nam Liệt Khái Thạch Hóa Chân Dung, nghĩa là đấng nghĩa kiệt khảng khái đất Lĩnh Nam, dung mạo kết tinh thành đá. Do bãi sông bị lở dần, đền có nguy cơ sụp đổ, dân đã phải rời về xã Đại Từ. Đến năm Gia Long thứ 18, 1819, đền mới được chuyển vào tại Hương Viên trên nền khu võ sở thời Lê, dùng làm nơi luyện và thi võ.
Dân làng đồng nhân ở bãi ngoài cũng di chuyển vào đó và thờ cúng bà. Trước mặt đền có hồ Bán Nguyệt. Đường vào qua bốn trụ gạch, đồ sộ, cây cúi, sum xuê. Bên trái là sân rộng, dưới bóng đa có tấm bia đá đặt trên lưng rùa. Khu đền thờ hiện nay được chia làm hai phần, đền thờ hai bà Trưng và một bên là thờ Phật. Đền kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc, gồm tiền tế, đại bái và hậu cung. Tiền tế gồm 7 gian. Trong tiền tế được bày 2 voi gỗ sơn đen ngà, của voi là ngà thật. Đây là 2 voi tượng trưng cho voi của hai bà Trưng cầm quân ra trận. Bên cạnh còn có các hoành phi câu đối ca ngợi sự nghiệp cùng công đức của hai bà. Tòa đại bái được đặt ngay thờ và một tấm khảm thể hiện hình ảnh hai bà đang cưỡi voi đánh giặc. Bên cạnh còn có nhan áng, hoành phi câu đối. Trong hậu cung đặt tượng hai bà cùng 6 tượng nữ tướng dàn hai bên, trong đó có các tướng Lê Chân, Hòa Hoàng, Thiên Nga, Nguyễn Đào Nương, Phùng Thị Chính và Bát Nàn công chúa Phạm Thị Côn. Hai bà Trưng và các tướng lĩnh được thờ như nhiều nơi trên đất nước, trong đó có đền hai bà ở Háp Môn, Phúc Thọ, ở Phụng Công, Hưng Yên, ở Mê Linh, huyện Mê Linh, và có tới hơn 400 nơi thờ các vị tướng của hai bà. Trên bệ đá cao khoảng 1 mét, tượng hai bà Trưng bằng đất luyện, tư thế ngồi, bà chị Trưng Chắc mặc áo vàng, bà em Trưng Nhị mặc áo đỏ, đầu đội mũ phù dung, tượng to hơn người thật, tay giơ cao trước mặt như đang hiệu triệu quần chúng. Hai bên là 12 nữ tướng đã theo hai bà khởi nghĩa đánh đuổi Tô Định, rửa nhục nước, trả thù chồng. Hàng năm, đền tổ chức ngày hội chính là vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch. Nhân dân làng Đồng Nhân và nhân dân Hà Nội mở lễ kỷ niệm hai bà Trưng ngày rước tượng về thờ theo sự tích của đền, và chính là ngày hai bà Trưng tự tiết kỷ nghĩa lớn của dân tộc. Cứ đến ngày mùng 5 tháng 2, dân làng Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên, nơi cùng thờ hai bà Trưng, sang đền Đồng Nhân cùng người Đồng Nhân rước lễ, lấy nước giữa dòng sông về tắm tượng. Lễ hội ở đền Đồng Nhân cũng như các di tích khác nhằm tưởng nhớ người anh hùng dân tộc, những người có công với nước với dân. Qua lễ hội để tỏ lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn, đây là tâm linh của người Việt. Đền đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa.